vào rừng hái nấm. Không biết có hay không nhưng mà cứ đi đã. Đi mà mình cũng hơi sợ đấy nhưng mà vẫn thích đi. Bây giờ mùa thu rồi nên là đi hơi lạnh. Đây là trung tâm chỗ mình sống. Đi một mình cũng hơi sợ nhưng mà thấy lấm là hơi bị máu. Wow, mùa này mùa thu còn sợ bị bắn nữa chứ. Sợ bị bắn tại vì mùa này là mùa săn thú. Cho nên mình phải mang theo cái đồ gì mà có màu sắc một chút, để cho người ta khỏi bắn mình, bắn nhầm mình. Wow. Bây giờ mà cái 9 giờ sáng nhá. Mùa thu, mình thấy mùa thu là mùa đẹp nhất ở Thụy Điển đấy. Nhưng mà nó phải không mưa cơ. Mưa mà mưa nhiều là lá nó rụng nhanh á, mà xấu lắm.
thế. Mọi người nhìn thấy cái gì chưa? Trời ơi. Trời ơi. Một cây, hai cây, ba cây này. Để hái nó đã nha. Ôi, lại sinh đôi. Lại sinh đôi luôn. Này. Ôi. Ôi. Để dã man. Bây giờ phải hái bỏ đây đã, không lát nữa quay lại lấy sau. Tại vì nhìn thấy cây nào mà không hái luôn là nát nữa. Mình không có nhìn lại được luôn. Ôi. Nhìn thấy là phải hái luôn. Thank you.
mọi người nhìn xem. Đấy, cái chỗ này mà được bao nhiêu này. Wow. Bây giờ ngồi để làm sạch đây. Chứ mang cái lũ này về nhà thì chắc là chết mất. Làm sạch để xem cái nào lấy được thì lấy ấy. Còn thì vứt luôn ở đây. Mấy cái to ấy thường ít cái nào được lắm. Thường là bị sâu hết ấy. Cũng may mắn lắm thì cái nào mới không có sâu thì còn được chứ. Luôn. Đây cho cái này. Hỏng hết luôn. Ba cái cọc nữa luôn. To quá. Đây là mũ đùi gà nhé mọi người. Đùi gà ăn rất là ngon. Nó bé bé này là ăn ngon nhất rồi. Trời ơi. Như cục vàng ấy. Dã man luôn. Ôi. Ăn còn ngon nữa chứ.
kem xinh tươi. Nung